Yeah. Hôm nay mình với anh đi dạo ra đây, gặp một cánh đồng khoai tây quá trời lớn luôn. Mấy lần trước mình đi thì chỉ gặp cái vườn khoai tây nhỏ nhỏ thôi. Ở đây người ta trồng cả một cánh đồng khoai tây nè. Thì cái này là người ta trồng để bán đó. Tại vì có những người nông dân họ trồng xong rồi họ bán tại tại nhà của họ, hoặc là họ bán cho những nhà hàng, hoặc là họ đem đi ra chợ trời họ bán. Khoai tây nở hoa dễ thương lắm rồi cả nhà. Ủa, hôm trước mình thấy cái ruộng khoai tây kia là hoa trắng ha. Hôm nay thì lại thấy hoa tím, nhìn xinh lắm luôn á. Yeah. Hoa khoai tây tím tím. Đi ở đây một bên là bắp, một bên là khoai tây. Cánh đồng này phải nói là mênh mông luôn. Ở đây có cái đường mình có thể đi vào nè. À, tại vì cái đường này là xe máy cày chạy qua. Mà công nhận xe máy cày nó có cái càng dài, thật là dài nha. Tại vì khi mà trồng khoai hoặc là người ta tưới phân hay gì đó thì đều bằng máy, bằng xe máy cày. Thì ở đây mình thấy có hai đường thôi, hai đường xe máy cày. Còn đó, từ đây qua tới cái chỗ ruộng bắp á, khá xa luôn, nhưng mà không có đường nào nữa. Tức là xe máy cày chỉ chạy cái một cái đường như thế này là đã trồng được ra rất rộng rồi ha. Lần đầu đến một cái ruộng khoai tây mà nhiều như thế này, và đi được ở giữa cái những cái luống khoai tây như thế này, hoa nở quá trời đẹp luôn. Hoa tím ha, rất dễ thương luôn. Cái đất thì nó khá cứng, nên là mình đi không có bị sình, không có bị dơ chân. Kế bên ruộng bắp là tới ruộng hoa cải. Hoa cải hạt bắt đầu già rồi nè. Đây, cái này là người ta chuẩn bị thu hoạch rồi đó cả nhà. Đây, hạt cải nè. Khi mà già thì nó đen đen, cũng giống như là cái hạt cải xanh, cải ngọt mình trồng á. Nhưng mà cái hạt cải này thì nó to hơn là hạt cải mà mình trồng nè. Đi qua tới đây, ở kia có một cái làng nhỏ xíu. Ngôi làng mà mình thấy là có chắc chừng chục căn nhà thôi. Ở đây cái đường này là người ta mới cắt cỏ nè. Người ta đợi cho khô xong rồi người ta sẽ gom về cho bò ăn đó. Rồi đi tới đây là tới cuối đường này. Đây là cái bông lúa mà loại lúa không có râu này cả nhà. Cái hạt lúa rất mập luôn á. Cái bông lúa này thì mình hay thấy người ta in hình trên cái bịch yến mạch á. Nhiều loại lúa lắm. Bên đây là cái loại lúa có râu nè. Lúa có râu thì khi mà chín cái bông nó rũ xuống như thế này. Đó, nó cụp trở xuống như thế này ha. Và cái râu của nó rất dài luôn á. Đó. Cái râu của nó rất dài. Còn cái lúa này thì khi mà chín á, cái bông nó vẫn đứng như thế này luôn nè, chín khô á. Cái hạt của nó mập ú à. Nó cũng có vài cái râu trên ngọn đây, nhưng mà nó không có râu, nó không có dài như là cái lúa bên kia. Yeah. Đây nguyên một cái lối đi là rau tầm ma. Rau tầm ma già, tại vì người ta không có cắt cái lối đi này, cái bờ này á, nên là rau tầm ma nó già hết trơn à. Còn những cái chỗ mà người ta cắt đi rồi á, thì nó lên cây non. Giờ này là 9 giờ tối, trời vẫn còn nắng. Xe máy cày người ta đi làm đồng.